Chị 13, ba ngày sinh tử sẽ chính thức phát hành vào ngày 25 tháng 12 năm 2020 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của Thu Trang và An Cư Nghĩa Đoàn. Bộ phim đã vượt xa cả mong đợi khi truyền tải đầy đủ từ hài bi đến những pha ảnh động càng xem càng run rẩy, chắc chắn sẽ khiến ai khi xem cũng cười nắc nẻ rồi lại nín thở dõi theo. Câu chuyện giải oan cho kẽm gai do anh Tú thủ vai của xã đoàn Chị 13 do Thu Trang thủ vai không lạc vào sự lê thê của thể loại trinh thám mà tập trung khai thác mạnh yếu tố giật gân và tâm lý. Từ đó, hình ảnh một chị đại quật cường đi ngược lại với mọi lý lẽ và quan điểm của anh em được thiết lập, cho thấy hóa ra chị 13 cũng có nỗi khổ tâm riêng, rất khó nói và cũng rất con gái, chứ không giấu mình trong vỏ bọc của một dân chơi. Nhịp nhàng giữa bi và hài. Chị 13 ba ngày sinh tử thu hút ngay từ ý tưởng cốt truyện, đó là hành trình tìm ra bằng chứng giải oan cho kẽm gai sau khi anh bị tình nghi là đã giết chết em trai Đức Mát, Phát La thủ vai của Thắng Khùng, Kiều Minh Tuấn thủ vai. Nghe có vẻ căng nhưng đừng lo, vì chị 13 vẫn đảm bảo người xem sẽ được cùng cười, cùng khóc với An Cư Nghĩa Đoàn, chứ không xa lầy mãi vào một khía cạnh cụ thể nào. Đây vốn dĩ đã là yếu tố làm nên thương hiệu của một vũ trụ thập tam muội ngay từ web drama. Thu Trang luôn biết cách cân đong đo đếm giữa bi và hài, từ đó xóa nhòa đi hình ảnh một hoa hậu hài nổi tiếng trên sân khấu, tạo ra một chị 13 mang tính biểu tượng độc nhất trên màn ảnh Việt. Ba ngày sinh tử lần này thừa hưởng đầy đủ những mặt tốt của các sản phẩm tiền nhiệm, mang đến bàn tiệc chua cay mỹ vị cho người xem để rồi bùng nổ vị giác khi phim càng lăn bánh đến hồi cuối. Nhiều bất ngờ và những cú lật mở đang chờ đợi được khám phá, cũng như loạt trận giao chiến ác liệt nhất đều được giải đều theo từng cấp độ, từ những thước phim đầu tiên cho đến tận về cuối. Đã gắn bó với nhau nhiều năm nên đương nhiên dàn cast của chị 13 ba ngày sinh tử không thể không làm tốt ở mảng diễn xuất. Bên cạnh Thu Trang thì những cái tên khác đều cày bừa phần đất diễn của mình khá tài tình, trong đó Thắng Khùng, Đường Băng, Tiến Luật và Thành Ke La Thành lần lượt là ba cái tên có phần đối diễn xuất sắc nhất cùng chị 13. Qua một Thắng Khùng khó đoán và nguy hiểm, Kiều Minh Tuấn càng chứng minh được lực diễn chắc tay của mình, không bị quá đà ở chữ khùng mà vẫn khiến khán giả rét run. Đường Băng làm tốt nhiệm vụ gây cười nhẹ nhàng của mình, nhưng đến khi anh nghiêm lại thì ai cũng phải nể và im lìm dõi theo. Thành Ke tuy chỉ là đàn em của chị 13 nhưng lại bứt phá bất ngờ, mang đến nhiều phần đoạn xúc động đến tan nát cõi lòng khi anh, trái ngược với A Chề Thanh Tân thủ vai, luôn đặt tình anh em giữa mình với chị 13 ở mức giới hạn gần kề đổ vỡ vì sự nhún nhường của cô dành cho kẽm gai. Bên cạnh hội anh em xã đoàn quen mặt thì còn bộ đôi nhân vật gây chú ý trong chị 13 ba ngày sinh tử, đó là kẽm gai và Lin do Châu Bùi thủ vai. Sự xuất hiện của một câu chuyện tình yêu nho nhỏ chính là điểm sáng, làm vơi đi tính gay gắt và căng não của cả bộ phim. Thế nhưng, mọi sự yêu chiều ngọt ngào tỏa ra từ mối tình chớm nở của kẽm gai và Lin phần lớn được dẫn dắt bởi anh Tú. Dường như chính kẽm gai đã tạo nên một cú đột phá về diễn xuất của anh Tú khi trải qua nhiều phần phim thập tam muội, để giờ đây anh có thể tự nhiên làm chủ tiết tấu các phân đoạn của mình. Ngược lại, do là diễn viên mới nên Châu Bùi chưa thật sự đu nổi với tiếng nhịp nhàng của dàn cast chị 13. Diễn xuất có hơi hạn chế và phần hành động chưa đủ độ thật của cô có thể chưa đủ thuyết phục, nhưng nhìn chung vẫn đáp ứng vừa đủ so với tầm quan trọng của vai diễn. Những màn đấm đá mãn nhãn đã khiến người xem bùng nổ cảm xúc với loạt chi tiết tâm lý bi hài, thì chị 13 ba ngày sinh tử sẽ tiếp tục mang lại nhiều cú ồ à vì chuỗi hành động mãn nhãn và kịch tính. Các nhân vật, ngay cả chị 13, đều có máu hiếu chiến, sẵn sàng cầm đại chai bia hay cây cờ lê để tẩn đối phương cho ra lẽ. Sau cùng, giang hồ vẫn giang hồ, và đã là anh em trong giới giang hồ thì sống chết có nhau. Sự ăn ý của An Cư Nghĩa Đoàn tiếp tục được thể hiện qua những pha rượt đuổi, cận chiến khiến mạch phim nổ lách tách, sướng tai đã mắt vô cùng. Càng về sau, các trận đấu càng mở rộng về quy mô và độ hăng máu. Chị 13 ba ngày sinh tử tránh xa khỏi nạn đầu voi đuôi chuột, vẫn cố gắng đem đến hồi ba vô cùng bùng nổ và hoành tráng. Bật mí một điểm nhấn không hề spoil ở cuối phim, đó là ai nấy đều bầm dập te tua, đủ để thấy các băng giang hồ cống hiến thế nào để mang đến những trận giao đấu sinh tử, nảy lửa dành cho khán giả. Sau cùng, đây vẫn là thế giới riêng của Thập Tam Muội. Phần phim mới nhất của vũ trụ Thập Tam Muội, chị 13 ba ngày sinh tử, không phải là tác phẩm hoàn hảo. Đôi ba chi tiết vẫn có thể được cắt gọt kỹ càng hơn, một số miếng hài vẫn có thể được nhấn nhá duyên hơn, hay các chi tiết flashback hồi tưởng vẫn còn bị lạm dụng hơi quá đà. Song ba ngày lăn lộn trong khổ đau và hiểm nguy của băng chị 13 đã thật sự làm các fan cứng của dòng phim phải thổn thức. Có không ít chi tiết gợi nhớ sâu xa đến các phần phim tiền nhiệm, đến một thời quá khứ vàng son của Thập Tam Muội,
Để rồi khi nhìn về hiện tại, Ba Ngày Sinh Tử xứng đáng là phần phim tròn trịa và đã nhất mà vũ trụ xã đoàn của Thu Trang từng sản